Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về con máy ion kia của hãng Panasonic, mã là TK7208. Đây là một cái con máy có thiết kế rất là nhỏ gọn, nó trang bị có 3 tấm điện cực thôi, và phía phần trên này là một cái vòi này, và đằng sau này thì là trang bị một cái lõi lọc 6.000 lít. Đây. Lõi lọc của Pana thì thường sẽ là lõi công nghệ màng xê rỗng các bạn nhé, UF này. Phần phía dưới đáy này thì nó sẽ có trang bị thêm một cái miếng mút nữa, bởi vì là cái kích thước của cái con máy này nó nhẹ nên là trang bị thêm cái miếng mút để khi mà để như này nó sẽ mút xuống dưới bàn này, nó sẽ rất là chắc chắn. Kích thước cái chiều cao của con này chỉ khoảng tầm 25 cm thôi, chiều ngang này khoảng tầm 15-17 cm và chiều sâu khoảng tầm 10 cm, rất là nhỏ gọn đấy, để phù hợp với những cái bàn bếp mà nhỏ nhỏ như ở chung cư chẳng hạn, bạn dùng cái con này nó vừa tầm, nó phù hợp. Thì đây cái phần trên này nhá, đây là cái phần mà cái nút này để các bạn reset lại lõi lọc này, khi mà các bạn thay mới lõi lọc nhé, hết cái lõi lọc, đây lõi lọc 6.000 lít thì nó sẽ đếm ngược lại như này, 6.000 nó sẽ đếm ngược lại, đếm hết về không thì các bạn thay mới, thì bạn sẽ ấn nút này, giữ nút này để các bạn reset lại. Đấy. Và bên đây là cái nút kiểu dạng chức năng ấy, để các bạn chọn này. Đây là đếm số lít còn lại này của lõi lọc nhé. Tiếp theo đây là đếm cái số lít mà các bạn sử dụng trong một quá trình ấy. Ví dụ như các bạn xả ra bao nhiêu nước thì nó sẽ đếm. Đây nhá, ví dụ các bạn xả nước này. Đấy, thì ở đây nó sẽ chạy cái vòng như này và nó sẽ đếm. Đấy, cứ chạy hết một vòng là được 1 lít nhé. Đấy. Tiếp theo, đây là nó sẽ đo cái lưu lượng nước dòng lưu lượng dòng chảy này. Đấy các bạn, đây các bạn, ví dụ như tôi mở này. Đây, dòng chảy nó đang chảy qua là 2.6 lít trên phút này. Các bạn như này thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Điều chỉnh cho nó rơi khoảng tầm bình thường để điện phân tốt nhất ấy, thì các bạn để khoảng tầm 1.8 đến 2.2 lít là điện phân ổn định nhất. Rồi. Ở đây thì nó sẽ có cái đèn báo tín hiệu này, đèn báo khi mà ở mức axit thì nó sẽ báo sang đèn màu đỏ nhé. Rồi các bạn lấy nước này, đấy nó sẽ báo sang đèn màu đỏ này và có tiếng cảnh báo píp píp, và khi mà các bạn lấy sang chế độ nước kiềm thì nó sẽ chuyển sang cái đèn màu xanh. Ở đây thì có một cái nút này nữa là để hẹn giờ các bạn nhé, đây hẹn số phút này, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, đây các bạn tùy này. Đấy rồi, còn cái nút bên đây là cái nút để các bạn tăng cường điện phân này, ví dụ các bạn lấy nước lâu thì các bạn nên dùng cái nút này để tăng cường điện phân nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy nước ra để thử cho các bạn nhé. Đầu tiên là tôi sẽ lấy cái mức nước axit này. Mức nước axit nhẹ thì nó sẽ tương đương với lại khoảng tầm 6 chấm. Cái nước này các bạn có thể để tẩy trang hoặc rửa mặt. Đây. Tương ứng với cái mức axit nhẹ này thì ở cái đầu thải này các bạn có thể lấy được cái mức kiềm cao nhé. Mức kiềm này nó tương đương với 10.5. Đây. Tiếp theo là tôi sẽ lấy sang mức nước trung tính. Mức nước trung tính thì lúc này thì nó sẽ tương đương với lại 7.0, pH 7.0 nhé. Tiếp theo tôi sẽ lấy sang cái mức nước pH 8.5 để chuyển sang cái môi trường kiềm đấy. 8.5 này. Đó, tiếp theo là tôi sẽ lấy sang cái mức 9 chấm này. Ở cái mức 9 chấm này, cái mức 8.5 này các bạn nhé, thì các bạn sẽ dùng để uống trong cái tuần đầu tiên. Đối với người nào mới bắt đầu uống ấy.
thì mức 9.0 này thì các bạn dùng để vo gạo nấu cơm. Và tiếp theo là mức 3 tương đương với mức độ pH 9.5. 9.5 thì để các bạn uống thường xuyên nhé, uống thường xuyên, uống lâu dài. Và để nấu nấu cơm canh. Đấy, khi mà ở cái mức kiềm 9.5 này chỉ ở đầu nước thải thì các bạn có thể lấy được cái mức axit là khoảng tầm 5 chấm nhé. Mức axit này thì các bạn để rửa chân tay và để sát khuẩn. Bây giờ tôi sẽ dùng cái dung dịch chỉ thị màu này để ghép nhé. Đây là mức axit 5 chấm này, đây là mức axit 6 chấm này, độ pH 6 chấm này, đây là mức nước trung tính này, đây là mức 8.5 này, đây là mức 9 chấm này, đây là mức 9.5 này, và đây là mức 10.5 này. Đấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ xem cái nồng độ hydrogen ở trong nước nhé. Bạn có thể thấy này. Đấy. Hydrogen của cái qua cái con 7208 này khá là ổn các bạn nhé. Hydrogen rất dày, mịn và lâu tan. Tôi đã vừa test cái chất lượng nước qua cái con máy Panasonic TK7208 cho các bạn. Đây là cái con máy hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng nhé. Và cái con này thì có 3 tấm điện cực thôi và dùng lõi lọc là 6.000 lít. Thì cái về cái lõi lọc 6.000 lít ấy, thì các bạn có thể, nếu mà các bạn ngại thay, ngại thường xuyên thay ấy, thì các bạn có thể dùng cái bộ tiền lọc tốt một chút. Cái bộ tiền lọc cái bộ nano thì các bạn sẽ qua cái bộ tiền lọc ấy, hoặc là cái mà sợi rỗng UF được thì các bạn sẽ hạn chế không phải thay cái lõi của con này. Đấy. Thì theo tôi đánh giá thì đây là một cái con máy của Pana thì dùng khá là bền và chất lượng nước đầu ra cũng khá là ổn, độ pH ra ổn định và cái nồng độ hydrogen ra thì dày mịn lâu tan. Con này nhỏ nhưng mà có còn để mà so sánh với các con mà tầm 5 tấm hoặc 7 tấm thì không không thể so sánh được các bạn nhé, nó hơi khập khiễng. Đây là mình chỉ so trong cái tầm phân khúc giá tiền thôi, phân khúc giá tiền như này thì theo tôi đánh giá là con này khá là ổn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.